Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt tại ấp 2, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Hôm nay thì Tình có chuyến về Cà Mau hữu duyên gặp được chỗ thầy Dứt. Thì trong quá trình trò chuyện thì thầy Dứt có chia sẻ về quá trình tu tập, cũng như là thầy từng có một cái khoảng thời gian không biết mình là ai và thầy đã từng làm ra những cái việc mà ngay cả bản thân của thầy cũng không nghĩ là thầy lại dám làm những cái việc đó. Thì sau một quá trình trải qua những cái khó khăn thì thầy Dứt quyết định tiến tới cái con đường tu tập. Và hiện tại thầy Dứt có một cốc nhỏ như thế này để mà trị bệnh cho bà con cô bác anh chị. Thì trong quá trình trò chuyện thì Tình biết thêm là chỗ thầy Dứt có khả năng giúp các cô chú anh chị mà bị về phần tâm linh, của quyền thất tổ hay về quậy phá gia đình á. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị quan tâm về cái khoản thầy Dứt chia sẻ về của quyền thất tổ á. Thì hôm nay mình xin phép chỗ thầy Dứt để mình hỏi thêm về chỗ của quyền thất tổ, về tâm linh cho bà con cô bác anh chị biết. Dạ con chào thầy ạ. Dạ hôm qua thì con với thầy có trò chuyện về quá trình tu tập của thầy đó. Rồi thầy có chia sẻ với con đó là về vấn đề gia đình như thế nào đó mà bị của quyền thất tổ về hành phá gì đó thầy. Thì cũng có nhiều bà con cô bác anh chị cũng muốn biết là tại sao của quyền thất tổ lại không phù hộ cho con cháu mình mà phải về nhiều khi quậy và hành như vậy đó thưa thầy. Cái của quyền thất tổ của mình là thật ra ông bà không theo quậy mình, nhưng mà điều có một cái là họ chấm điểm trong một cái thành viên nội thập của gia đình đó để khiến cho con cháu phải tu để noi theo cái ông bà. Nhưng mà một khi của quyền đi theo cái xác đó, xác cái người đó, thì do cái người đó nếu tôn kính họ thờ họ ngang thì họ cứ đi tới hoài, thì buộc lòng của quyền phải hành xác hành chừng nào mà phải làm theo tôn kính, quay về hướng thiện, tạo phước tạo đời cho cái của quyền nhìn thấy nhận được á, thì của quyền mới tha. Thì như vậy là trước đây tôi có một hai ca bệnh là tôi thấy có sự thành công và rất là tâm linh nha. Tại vì là cái của quyền này á, chính cái người này là họ rất là ngang luôn đó quý vị, họ rất là ngang, nhưng mà họ cũng giàu có theo cái nông thôn thôi. Đó là ra là tôi thượng gọi trơn rồi, tôi qua tới nhà đó tôi thượng rồi xong, mà từ ngày tôi thượng tới giờ có không đốt nhang, có không quan tâm nước nôi gì trơn nha. Tại sao tự nhiên cái cổ phát nguyện bệnh nhức đầu cho mũi tù hơi rồi cái đi chích, từ từ mà chích không chừng nào nó điểm không chừng nấy. Đó thì như vậy sao mà đâu đi thầy luôn, thậm chí họ đi thầy luôn nha quý vị. Đi thầy là để kiếm để chữa bệnh, không biết sao mà mình chích không hết. Cô thử thầy coi như sao. Cái bắt đầu đi ngạn tới hoài họ không hết bệnh, điểm tới ngạn sau luôn là đau ối mửa, rồi thậm chí họ không có biết con người mình là ai luôn, nằm vật già vật dưỡng. Họ ngất luôn đó quý vị. Đó. Rồi như vậy cái không biết suy nghĩ làm sao đó. Đi qua tới đây. Qua tới đây là tôi giận lắm rồi. Tôi nói tại sao mà sống mà ngang tôi thượng có quyền như vậy là sao mà không tôn kính mà đi lại luật cầu sinh để cho mình được cái duyên cái phước trong gia đình mà cứ thờ đến đó rồi bỏ không quan tâm ta. Tôi tính không làm. Cô năn nỉ quá. Ê, tôi nói thôi bây giờ về là nấu cơm canh lại của quyền, chăm sóc của quyền. Bây giờ tôi nói quý vị nè, của quyền cũng giống như mình. Đó, hàng ngày cũng phải có nước uống, mình ăn cái gì mình cũng phải mời người ta, ông bà theo phước mình, mặc dù mình không thấy nhưng mà ông bà thấy mình dỗ mâm cơm đó cũng mời người ta. Ở của quyền thất tổ, tổ cô, tiên cô, sư cô, lãnh cô, tổ cậu Phật tổ trong kiến họ gì đó về ăn cơm với con, phù hộ độ con đó, rồi chăm nước hàng ngày này kia nọ, thay nước đang cho người ta uống đó. Mình chết khô chết khang, ví dụ như tôi nói nhà quý vị dơ, quý vị ở được không? Cũng giống như cái bàn thờ đó, bàn thờ không sạch sẽ dơ giấy thì ai mở. Đó, tôi qua tôi gầy hoài, mà tới chừng tôi qua trận hai tôi tụng kinh xin lỗi của quyền xong, ở chân cúng cơm canh cái tàu hết thật hẳn luôn, là hết, có nghĩa là không tốn đồng bạc không luôn này. Tại vì trước đây họ tốn tiền rất là nhiều, đi hoài không hết, mà tại sao gặp tôi là lại hết, họ không tốn tiền, họ rất là mừng. Mà tới bây giờ là họ rất là sợ, nói tới của quyền họ rất là sợ. Đó, thành ra cái của quyền này quý vị cũng biết, các vị đại chúng cũng biết là
nếu như cái cổ quyền mặt đời kiếp này là cái màn ba rồi, cổ quyền nào về cổ quyền nấy, nếu theo là phải cổ quyền theo là phải nhắc nhở con cháu tu hiền tích đức tạo phước tôn kính cổ quyền nhiều đời nhiều kiếp đó, để làm đúng ý nghĩa theo nguyện vọng của tâm nguyện cổ quyền trước đây đó. Trên trần thế người ta trước đây ta sống sao thì phải lo trả ngược lại như vậy để cho người ta tái sinh lại kiếp khác nữa. Chứ bây giờ là cổ quyền cho mình đầu thai lên trong cái thế đó rồi mà mình cứ lo sân si của cải, rồi mình cứ lo vui chơi không à, rồi mình không có biết cái Phật pháp, mình không có làm được cái thiện nguyện gì để cho cổ quyền nhìn thấy, chứ thành ra là cổ quyền mới hiện về như vậy. Thì trong cái thành viên gia đình đó họ thấy cái người nào không phải người hiền mà cổ quyền về, cái người ngang không chừng nào cái cổ quyền dựa không chừng ấy ngộ đời vậy đó. Chính tôi biết luôn á, cái người mà ngang không chừng nào là cái cổ quyền đánh đập hung chừng ấy, đánh đập nhồi khảo hung chừng nào, làm sao để phải cho cái người đó phải biết tôn kính cổ quyền, biết thờ phượng trong cái thân nhân người ta làm mấy hết nó vậy đó. Có nghĩa là trong một gia đình mà có một cái thành viên như là không tin à, và hơi ngang tàn, thì đó, cổ quyền thì đó, thất tổ sẽ nhắm tới cái người đó. Ừ, đúng rồi. Tại vì thường thường tôi đi cúng tôi biết nè, đi tới nhà này nhà kia tôi biết, tôi hành ngày 20 năm tôi rất là biết chúng sanh. Đi lên nhà tôi kêu thờ cổ quyền đi quý vị, cổ quyền rất là tốt, ông bà của mình á, nhầm người ở ôi thờ cổ quyền làm gì, thờ đó thì cũng mắc thắp nhang thôi chứ có độ trì cho mình gì đâu mà thờ để làm gì. Nói chung là cũng có một số tín ngưỡng cổ quyền, cũng số cũng có không tin, chú không có tin vậy đó. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nè, thờ phượng được cho ai, có phải được cho chính mình hay không, hay là có lợi cho ông thầy đó. Thành ra là tôi đi cúng là tôi nhắc chúng sanh dữ lắm, thờ phượng đi, thờ phượng cổ quyền rồi thờ phượng Phật rồi đi trong nhà rất êm ấm, nhang mồ hôi hút rồi đó thì rất là êm ấm, với có cái sự tinh duy trong gia đình lắm. Mần ăn cái thứ nhất là ông bà không phải độ, không phải thờ mà ông bà độ cho mình có tiền, ông bà cổ quyền độ cho mình khỏe mạnh quanh năm suốt tháng vậy đó, rồi đặng mình mần ra mình trang trải cuộc sống, chứ không phải mình thờ đến đó thì có tiền liền. Nhầm ông lại thờ, ông độ cho mình chúng vuông không, ông độ cho mình có tiền không, nên nói đâu phải đâu anh, thờ đó là dạng như là thờ để ông bà lo cho mình đừng cho đau bệnh nhức mỏi hoặc là khỏe phắn thôi, chứ đâu phải thờ lên đó mà cho anh có tiền có bạc. Nếu thờ có tiền tôi thằng này tôi không có tiền rồi, tôi kêu anh thờ để làm gì, người thế gian này ta thờ có tiền có bạc giàu có là ta thờ rồi. Thì tôi phiên thì nhiều khi chúng sanh người ta cũng tin, người ta cũng ngã lòng người ta thờ đó. Thì ra là khoảng một năm nay từ hồi Tết tới giờ là tôi thấy chúng sanh bây giờ thờ cổ quyền rất là nhiều. Tôi cũng mới đi thượng gần đây nè, khoảng nửa tháng nay là liên tục luôn là 3-4 cái cổ quyền đó, họ rất là thoải mái trong gia đình. Làm sao để mình nhận biết được người đó bị cổ quyền trong gia đình quả phạt thưa thầy? Gia đình nói nó bị mà hành cái gì á, rồi sao mà không hết, rồi đi thầy đi chích đi đồ nó cũng hết nữa, rồi gia đình nói lại thì như vậy. Rồi cái gia đình mới rước tôi tới cái gia đình đó, rồi tôi mới xem lại cái gia đình. Nói chung là mình cũng có cái giác quan về cái phần tâm linh, khi mình bước đến á, mình nhìn cái cách góc nhìn của cái gia đình, cái thứ nhất là nhìn cái cách của người ta thờ, cái cách người ta ăn ở đó, rồi mình mới phân nghĩa cho người ta nghe. Đó, nói cô ơi, cô sống từng tuổi này á, cô cũng biết ông bà cha mẹ trời Phật với cô, chứ cô sống lạnh lẽo mà ngang tàn quá, gia đình cô khổ lắm. Nhưng mà con nói đây á, mặc dù tôi thầy nhưng mà tôi cũng xin con vậy á, bất cứ ai vậy, tại vì mình nhẹ lòng nhỏ nhẹ với người ta để cho người ta hiểu, chứ không phải là tôi giống như thầy khác mà tôi lợi tôi nói này nó nọ xô xa, tôi không có. Tại vì tôi nói chung là tôi làm theo cái lương tâm, tôi làm sao mà cho cái gia đình đó được cái phước. Tôi khuyên rất là khuyên, dù họ không có tiền, thậm chí tôi còn cho họ bán, tôi đi mua chanh khác tôi cho họ thờ luôn đó, không cần yêu cầu họ. Gia đình họ êm ấm, gia đình họ được cái cổ quyền độ là tôi rất là mừng rồi đó. Thành ra là tôi khuyên nó, thành ra nhiều lúc tôi thấy tôi cũng có duyên chúng sanh đó.
tại vì tôi khuyên họ là họ họ rất là chiêm ngưỡng. Thành ra là từ hồi Tết giờ là tôi thờ cô Quyền rất là nhiều lắm, rất là nhiều. Mà những cái người khách mà tôi đã qua đi rồi đó là họ rất là chiêm bái tôi, họ rất là mừng, họ rất là vui tươi khi tôi giúp cho cái gia đình. Tôi đến nhà tôi cúng rồi cái là tôi rất là nhiệt tình nha, tại vì tôi hầu kinh này kia nọ, tôi cúng kiến rất là kỹ lưỡng, rất là tỉ mỉ cho chúng sanh lắm. Mà tôi cúng là toàn bộ, tôi không cúng chay, cúng mặn nha, tôi cúng lạc hết trơn nha. Hồi đó giờ lận hành nghề từ 20 năm tới nay là tôi không có cúng chay, cúng mặn nha, đất đai em vậy. Tại vì tôi không có muốn làm cho cái gia đình sát sanh để làm ô uế trên cái mảnh đất của người ta, trong cái không gian cái gia đình của người ta. Tại vì theo tục ông bà, theo cái cố truyền hồi đó giờ thì cúng mặn, nhưng mà tôi thấy nghĩ cái mặt đời kiếp này nó quá mỏng rồi, thành ra là tôi không muốn tạo sát sanh bất cứ một cái gì nữa hết trơn. Thành ra là tôi đi cúng là tôi bắt chúng sanh cúng chay hết trơn, toàn bộ tất cả cái gì cũng cúng chay hết. Nhưng mà tôi cúng rất là gọn nè, tôi không có, tôi cũng châm chế, nghèo quá không có tiền, tôi bắt mua mì tôi cúng vậy. Ông bà không đòi hỏi, nhưng mà cái tấm lòng của mình chân chất đối với ông bà thấy nhận định được mình, cái đó là đối thật với ông bà hay không, là ông bà mới cho cái phước mình hưởng, chứ không phải mà đãi mâm cao cô đầy mà ông bà cho mình hưởng đâu. Đó, thật ra là vậy. Trong suốt quá trình thầy giúp đỡ bà con cô bác á, thì có bao giờ thầy gặp cái ca nào nặng không thưa thầy? Giống như là những cái ca mà họ bị vong theo hay là thế này thế nọ đó. Có lắm, là có. Thì khi nhiều khi nửa đêm 1-2 giờ họ cũng phải tới đây đập cửa họ kêu tôi, trong khi đó là dông nhập á, dông dạng như dông mà dông gió đi đường đi xá rồi nó ghẹo chơi gì đó, mà nó ghẹo nó phá rồi nó làm dạng như cho cái xác đó ẩn đỏ lên, rồi kênh mình kênh mẩy giọt bình giọt mẩy rồi phá phách chơi chút vậy đó. Nhưng mà tới chừng đi lại thầy thì xin Phật, rồi Phật cũng phải cho nhả ra rồi tỉnh lại, chứ không có gì đó. Lúc nãy thầy có chia sẻ với chỗ con đây về chỗ tượng này á, thì thầy nằm mơ thầy thấy gì Cái thưa này Long Thần Hộ Pháp này là hồi đó chưa có, thì thành ra là khi tôi nằm trong một cái giấc ngủ, tôi thấy một cái chiêm bao, là tôi thấy có một cái sự huyền thoại thần thông đó. Rồi ngài mới nói tại sao không cho ta ngự về cái ngôi am này. Thành ra là thầy mới nói ông ơi, tôi còn nghèo quá, thành ra tôi không có khả năng tôi thờ, là tôi đi bán tảo tầng, thành ra tôi không có đồng tiền lớn. Nói nếu mà thật sự mà ông mà quá duyên, ông muốn về ngự cái am tự này với con á, thì ông cho con đồng ngân đi cũng thờ đó. Thì thành ra tôi đi bán hồi đó, đi buôn bán bánh mì không có đồng tiền lớn, thấy vậy cái bắt quay qua bán cái đồ tươi là rau củ cải á. Rồi có cái anh ở chợ hội đó cũng mà làm tượng, thì thấy vậy đi qua đi lại hoài đó. Rồi tôi nói thôi anh ơi, tôi cũng khổ quá à, mà tôi tu mà tôi không có đồng ngân để tôi thờ, anh cho tôi trả góp hàng ngày được không, hàng tháng được hay không? Ông nói được chứ không có gì hết trơn, anh nó cũng đạo đức lắm. Nó thấy vậy cái tôi quá duyên, tôi làm hai tượng này, chắc cả 8 triệu à, hai tượng 8 triệu đó, tôi trả góp dần dần, giờ trả xong rồi. Thì từ ngày ngày về đây tới giờ là phù hộ tôi rất là nhiều, những cái sự nhiệm màu và những cái chân tướng của tôi rất là nhiều, nhà độ cho chúng sanh rất là linh. Thành ra tôi cũng rất là quý trọng cái ngày này lắm, Long Thần Hộ Pháp. lúc thầy nằm mơ là thầy thấy vị bên này hay là vị bên này thưa thầy? Cái quỷ mặt le lưỡi này nè, ông đi thần thông không à, thì ông cứ bay gió hoài đó. Thì ông nói tại sao mà có chỗ nơi tu hành gì đây mà không cho ngài về ngự đó. Ra tôi mới phát tâm, rồi tôi nói ngài ông ơi, tôi không có tiền, ông về đây ngự tôi cũng phải có tiền tôi mới thờ ông được, chứ làm sao tôi có tiền. Người ta nói thôi gì để con kiếm cách con thờ ông nghe. Rồi tôi quá duyên, rồi tôi tin cờ tôi đi bán đồ tươi vậy đó. Rồi Ý lại là đầu vừa trong lúc thầy mơ là thầy thấy vị nào? thấy quỷ le lưỡi nè, Dạ, thấy vị bên này. le lưỡi Dạ. nè đó, ông đi đường lửa không à, Đi đường lửa đi hả đường lửa không à, thấy rất là hải hùng lắm, nắm tôi bay 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 vậy thầy? Dạ. đó. Vậy tàu mới vừa tỉnh xong được xong cái nghĩ cho bán đồ tươi, bán ế quá nghỉ luôn, mà hay vậy đó, cho bán đủ cái duyên, tỉnh xong là bắt đầu
tại vì đầu tư thì bán nó có đồng tiền nhiều hơn bánh mì, trả lần 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 vậy đó, mà vừa trả dứt xong cái tàu bán hoài bán hết, đầu tư ế quá, cho chùa chỗ này chỗ kia gì đó thiện nguyện vậy đó, thôi thôi giờ hết duyên rồi thôi nghỉ quay về bán bánh mì. Nhưng mà tượng Phật mình mua gốc cũng được Mua đó gốc thầy. được tại vì quen á, tại vì đi đi một chung cái tuyến đường về Vĩnh Thuận là lấy đồ đó, Dạ. à, anh nó cũng tốt lắm, anh được lắm, à, tại vì có ghé tâm sự nói hoàn cảnh em tu gì đó mà em nằm thấy gì đó thì cổ cũng giúp, Thế thầy góp trong bao lâu thưa thầy? chắc cũng cả 2 3 tháng à, tại vì lần góp không có nhiều, gồm góp 500, 400, 200 cũng có nữa đó, thì cuối cùng cũng xong. Đây là lần đầu tiên ông mới nghe mua Mua tượng góp là mua góp hay. góp tại vì là mình nông thôn với nhau mà, thì nhầm người ta hiểu thì người ta giúp mình dữ lắm đó, thành ra là cổ thấy có vô đây rồi, cổ tới đây ảnh có vô đây 2 3 lần rồi đó, rồi cũng thấy là thật sự đó, thành ra mới giúp đằng này, Dạ. thì thành ra tôi được 2 cái tượng đó. Còn tất cả những ở đây là đại chúng với thầy rồi cúng dường không. Thầy con thấy phía đằng sau chỗ này nè thầy. Con thấy hình như chữ này là chữ bùa đúng không thưa thầy? Này là tổ bang, Này là quy bản gì thầy? tổ bang Tổ bang hả thầy? 12 viên số tổ bang. Dạ. 12 vị sư tổ bang. Lục bang, lục tổ, lục lèo, 12 tổ sư, tổ binh, tổ tướng. Dạ. Này là ai chỉ Này tự tự mình ấy đó, Dạ. tự nguyện chuyển đó, tự phát tâm mình ra ơn là tự mình biết ơn đó chứ không ai chỉ, Dạ. có nghĩa là theo cái giác quan của mình á thì ơn trên đại điển cho mình ơn vậy thôi chứ không ai chỉ. Nhưng mà khi mình thờ như thế này là với mục đích gì thưa thầy? À, có nghĩa là này là để xin để cho tất cả các vị linh căn á có hành này kia nọ Dạ. à, cho phán chiếu ra độ chứ đừng có đi theo dựa dẫm đại chúng nữa, ý Dạ. là vậy. Với nhiều khi người ta buôn bán hoặc là trong nhà trong cửa gì đó thì để cho người ta độ trì cho người ta mạnh khỏe bình an vậy đó. Còn phía bên này là chỗ Là Phật bên tử cúng dường hả thầy? Phật tử cúng dường, còn Dạ. này là cái chùa mới cúng dường gia viên cái tượng Phật Thích Ca. Bên đây là của một cái đoàn sư thầy ở Bình Dương mới gia viên với cùng cặp chuông này nè. Còn năm tượng mẹ ngũ hành này là một cái linh căn của cái chú ở dưới đầm dơi cũng bệnh đau gì đó thì xin phát nguyện hết bệnh rồi gieo duyên năm mẹ ngũ hành. Còn tượng mẹ mẫu này với địa tạng này là của cái cô tình ở ngoài Cà Mau gieo duyên là shop cái gì tiếng đó, Việt tiếng. Còn đây là một cái hình hài vô di không biết tên từ Sài Gòn chuyển về, tự nhiên vậy đó là chuyển về chứ không có biết ai, Không để tên, không không nói ai luôn. tự nhiên tìm đến trả cho anh vậy đó chứ không có biết ai đó. Xe Chàng tới ơi. tới nhà luôn vậy đó không biết sao hay đó. Mà sao con thấy pho tượng này màu sắc lạ vậy thưa thầy? Cái này đắp bằng composite, composite họ nói thổi bằng đá gì đó không biết. Tượng Phật Thích Ca lớn này là À, bên chùa cúng Thích dường hả Ca thầy? này là chùa chùa ở đường trên Bạc Liêu Dạ. mới cúng dường. Còn tượng bên kia Đường thưa. bên đó mẹ Quan Âm mới là của một cái tỉnh thất Bà Rịa, tỉnh thất Bà Rịa Vũng Tàu ở ngã ba Ngã Bài á, Dạ. Đây thầy có Đức thờ. thầy Quỳnh Giáo Chủ. Dạ. Còn phía đằng sau là của quyền hả thầy? Cổ quyền phía sau này là cổ quyền trăm họ, Dạ. Đây là cô Năm á hả thầy? cô Năm. Dạ. Còn đây là Đạt Ma Sư Tổ. Đạt Ma Sư Tổ. Đây là vị cô mà giúp cho thầy Dạ, giúp tiến cho tới tiến con đường. tới tu tập á. Dạ. Còn đây là hình của thầy hả thầy? Đây thờ, đây để dành để chết đây thờ. Chàng ơi. Tu sẵn kìa đó. Dạ. Còn đây là của cụ ông hả thầy? À, này ông và vợ Dạ. là có cha của cái người đó đó. Ồ. Thầy có gia đình hả thầy? Thầy có gia đình hả? Không có, là có nghĩa là cha của cái người nó mới thì á Dạ. là cha cha vợ, Dạ. cha vợ của thằng này của thầy, là có nghĩa là bây giờ là kêu bằng vợ luôn rồi đó, tại vì là
cũng cái duyên bệnh, thành ra mẹ của cái người đó đó dạ. là gửi đây để cho thầy chăm chăm sóc luôn, tại vì dạ. cổ cũng lớn tuổi rồi, cổ cũng 53 tuổi rồi, có xui có giá trơn rồi đó, thành ra là nói chung là cũng cái duyên cái căn nữa, thì thành ra mẹ của cổ nói thôi giờ mày đi hoài không nhiều chỗ nhiều nơi không có hết, thì chắc cũng cái duyên cái kiếp cái nợ gì đó, thành ra đến đây cũng làm công quả cho ta ở đây, thì thôi giờ ở đây luôn đi đó, thành ra vậy thì tôi mới sắp xếp thờ phượng cho cổ vậy đó. Ồ vậy thầy mà không nói là coi như là con cũng không biết luôn ấy. Nghĩa là thầy có vợ có gia đình. Hồi đó thì có vợ có con, nhưng mà đều có một cái là không có tu, với nghèo khổ quá thì thành ra là ly tán, cũng hai đứa con, một đứa gái và một đứa trai, mà giờ ly tán hết trơn rồi. Thì tôi cô thân độc mã rồi khoảng chừng vài năm nay nè, cái cô này nè bà bệnh sao đó rồi không biết ăn trên chuyển sao đó, ai chỉ ta đến đây đó, rồi tôi cũng xin nguyện giá giang vậy đó cho hết vậy đó, rồi thầu mẹ của cổ nói thôi giờ mày có duyên ở đây thì... mà lúc đó là chồng của cổ quậy rồi ly tán rồi, thành ra là nói thôi giờ mày có duyên thì ở đây làm công quả luôn đi, rồi lo cho thầy cơm nước rồi đi, thấy vậy tôi cũng làm bạn vậy đó, thấy cũng tội nghiệp cổ thì bây giờ là ở với mấy đứa cháu ngoại với con của bà thì ở đây vậy đó, đặng cho mẹ của con của bà đi làm hải sản vậy đó. Sao thầy không giấu luôn mà thầy chia sẻ thầy? Không, tôi cái gì thật là thật chứ tôi không có giả, tại vì là tôi nói với đại chúng biết rằng đại chúng nói làm thầy thì không có vợ, không được có vợ, không được có gia đình theo cái đường chân lý. Nhưng đối với riêng tôi có cái nỗi niềm xa bên cạnh của tôi, thành ra là mong đại chúng hãy hiểu cho tôi, không phải tôi làm thầy mà tôi ham hố, không phải tôi làm thầy mà tôi sân si để tôi muốn kiếm một cái tình duyên mới, không phải đâu quý vị. Nói chung là quý vị cũng biết rồi đó, cái cổ này cũng 53 tuổi rồi, có xui có da chân, mà trong khi đó tôi có 30 mấy tuổi thôi, quý vị biết đi, tôi cũng đáng con cổ rồi. Nhưng mà mong đại chúng suy nghĩ cái đó là cũng cái duyên và cái nghiệp để đến với nhau trả tiền kiếp để hết nợ rồi đi thôi, chứ thật ra là không phải thầy ham vợ ham con đâu nghe quý vị, mong đại chúng hãy hiểu cho tôi. Thành ra một khi tình đến đây quay cái video này tôi không có giấu, tôi nói thật chứ tôi không nói giấu, cô có sao tôi nói vậy, thì nếu đại chúng hiểu được thì quá giải và quan hệ cho tôi, chứ tôi có cái mỗi một cái nỗi niềm tâm tư của tôi mà tôi không biết xuất phát từ đâu để cho đại chúng hiểu thì quý vị cũng biết rồi đó. Thì tôi cũng có một cái đôi bạn trong nhà, trong cửa, trong am này, để thứ nhất là đêm hôm tôi đau bệnh, cái thứ hai nữa là khi khách đến đây quỷ cùng nhau lo lót với tôi thôi, thì nhiều khi tôi đi cúng đặng có khách ở nhà đặng đón thì đặng cho tôi hay tôi về tôi lo chúng sanh, cũng là một cái đôi bạn vậy đó. Thì nhưng mà họ cũng ăn chay niệm Phật theo tôi vậy đó, thật ra đâu có phái tâm khác tâm đâu, họ cũng tu theo tôi vậy đó, thành ra mới hạt duyên, thành ra ơn trên mới cho của quyền rồi sắp đặt mới cho ở đây đó. Thì mong các đại chúng cũng hiểu cho thầy. Cổ 53 tuổi rồi mà tôi có 30 mấy tuổi à, mà cũng đáng con rồi, nhưng mà tôi là ơn trên của quyền sắp đặt để cùng nhau lo cái tâm dậy này, chứ không phải đến đây mà lo xe duyên cho tôi để cho tôi hưởng thụ một cái phần riêng gì đó đâu quý vị. Đó cho nên là tôi cũng rất là bất ngờ lắm, tại vì cổ đến đây tôi cũng rất là bất ngờ đó. Rồi mẹ cổ cũng gửi đến đây để cho tôi chăm sóc, để tôi hướng dẫn cổ tu hành đại Phật gì đó, thì thành ra từ từ họ cũng giải thoát được cuộc sống mê đồ, không còn đau khổ nữa đó. Thành ra là tôi chia sẻ đây mong các vị đại chúng cũng hiểu mà quan hệ cho nha, chứ không phải là thầy ham muốn mà để sân si mà để có vợ có con đó, thành ra cũng hiểu quan hệ cho thầy. Thực ra nói một câu công bằng thì các vị mà tu tại gia việc lập gia đình là cái chuyện khá là bình thường. Dạ. Bởi vì con đi cũng nhiều vùng miền ở bên vùng An Giang á, thì có rất là nhiều cô chú anh chị tu theo Phật giáo Hòa Hảo hay là Tứ Ân Hiếu Nghĩa thì vẫn tu tại gia và vẫn lập gia đình bình thường.
rồi các vị thầy tổng thì cũng lập gia đình bình thường. Thì hôm qua mình trò chuyện với chỗ thầy Dứt ấy, thì thầy Dứt có chia sẻ là thầy Dứt chưa từng đến chùa, chưa từng quy y và chưa từng có pháp danh luôn, đúng Đúng không? rồi, không có pháp danh gì chứ, tôi chỉ chân tướng thôi, là tên là Trần Văn Dứt kia thôi chứ tôi Dạ. không có danh. Thầy thì có hữu duyên với bên phần tâm linh á, bên cửu huyền thất tổ nên thầy thờ Tam Bảo như thế này để mà ai hữu duyên thì thầy giúp được gì thầy giúp, Giúp luôn. chứ thầy không có thọ giới tỳ kheo như là các quy tắc ở Các trong quy chùa, tắc những ở cái chùa. giới luật nghiêm khắc ở trong chùa, tại vì đây là tu tại gia. Nhưng mà thật sự thầy chia sẻ chân thật như vậy thì con nghĩ cô chú anh chị cũng sẽ đồng cảm và hiểu thầy nhiều hơn. Thì đó. Nhưng mà khi mà nghe chia sẻ về vấn đề thầy 36 tuổi nhưng mà vợ thầy 53 tuổi thì thật sự con cũng không biết phải nói như thế nào ấy, tại vì trước giờ ấy, thì không biết có duyên hay sao á, cứ cứ hỏi đi một vùng miền ấy, cái mình lại gặp một cái cặp đũa lệch, mà trước giờ là con gặp nhiều cặp đũa lệch lắm rồi đấy, đi cánh bình Sóc Trăng là con gặp mấy cặp đũa lệch luôn, có cặp đũa lệch U47, U75. Hôm nay tới đây gặp thầy 36, vợ 53. Này không biết hữu duyên như là không biết phải nói sao luôn ấy. Cứ hãy đi vùng miệng đâu cái mình lại gặp một cặp đũa lệch. Nhưng mà sẽ có nhiều cô chú anh chị thì sẽ hưởng ứng. Rồi cũng sẽ có những người họ lại không thích. Đúng rồi. Kiểu như là xã hội thì nó muôn màu muôn vẻ vậy đó. Tiết trời tiêu phim đó. Rồi thầy cho hỏi là chỗ vợ thầy ngày trước là bệnh về tâm linh là bệnh gì thưa thầy? Bị cha theo nè, Dạ. hành hoài đó. Vậy tàu cứ hồi đó cha cổ bị người ta quánh chết chết quan á, bị giết bằng điện giật á, vậy giờ là cứ theo cổ hoài à, Dạ. rồi cứ ẩn ẩn hiện hiện hoài, hành hạ thân xác bể hoại gì đó. Thì thôi tôi nói thôi giờ lập bàn thờ lên thờ đi, rồi đi tụng kinh rồi đặng siêu thoát cho ông, đừng theo nữa, đừng khóa nữa, vậy tới chừng hết luôn tới giờ. Dạ. Thế rồi chỗ vợ của thầy về đây sống chung với thầy được bao lâu rồi? Cũng khoảng 8 năm rồi, 8 8 năm năm rồi. rồi. Hai người có con cái gì không thầy? Không, con cái người đó là cháu của bà đó, cháu bà là con của bà đó. Dạ. Ừ, cháu ngoại mà. Nói chung về đây cũng như là Phật tử Dạ. để làm công quả cho thầy. Dạ. Cho hết bệnh như trước đây mình cũng đi nhiều thầy không hết. Trước cô đi đâu cô? Đi nhiều thầy lắm, Dạ. thầy yêu cầu chỉ chỗ nào hay là đi, mà đi không hết, không hết thì về Vậy ở là nhà nói chung là bá chịu ho lọc Phật điều. chịu chết á. Chịu là nói là chết chứ không sống, rồi sao rồi cái đầu lũ duyên gặp thầy thì hết. Ý là hồi trước chị đi chị bệnh ở đâu? Nhiều chỗ lắm, tại vì bệnh thì không có biết, thầy yêu cầu người ta chỉ là mình đi tới, nhưng mà lúc đó mình không có biết, Dạ. chở gia đình tới tới thầy thôi, chứ chị chút muốn rồi tới chừng hết thì chở về nhà, chứ không biết thầy đó là ở đâu. Nhưng mà đi chị nhiều nơi như vậy có hết không? Không, về nhà ngủ ngồi nhiều hơn ngồi mà nằm, Ngủ tại nó ngồi. ốm lắm, hồi đó gặp thầy này ốm còn đâu chừng 40 kg, Dạ. bây giờ được năm mấy ký. Nói chung thì chắc cũng có thiếu nợ nhau. Rồi về đây thì hồi lúc đó gặp thầy thì thầy chưa có mặc đồ tu, rồi từ từ thì tụi mình cũng ăn chay 20 năm thì thầy cũng ăn chay nữa, Là chỗ chị cũng ăn chay luôn. ăn chay 20 năm. Thế chị vô trong trò chuyện với em xíu được không? Thế giới này nè. Đừng quay lên. Có gì đâu. Là trước đó là chị bị bệnh gì chị biết không? Hành như thí dụ mà đang tịnh bình tĩnh gì chứ mà mệt lên này ngất ngất xỉu, vì cái đầu nhiều khi lên lên quậy quạng nhà, Mà lên ba múa quậy ba rồi ở đập. nhà mẹ cũng chở đi cũng nhiều thầy lắm, tới gặp thầy này là 14 ông thầy, là ông này mới hết Chỗ thầy Dứt là thầy 14. thứ 14 rồi. Mà trước đó mình đi chữa bệnh chắc mình đi Tốn nhiều tiền, nơi tốn tiền dữ đúng lắm đúng không? tốn tiền, Dạ. mà tới đừng gặp thầy thầy này hết tiền là không mới hết bệnh. Dạ. Rồi bây giờ về đây thì thầy chỉ bán bánh mì, thầy đủ tiền lo Tam Bảo, còn mình thì làm học điều để sinh sống riêng mình, thì mà cũng không, nhiều khi cũng đủ tháng có 220 ngàn không đủ.
khi cái bắt đầu cách đây chừng 10 bữa thì cái cũng bệnh thì ghê hoài, mà mặc đồ á, đồ kia thì nó ngứa chân chích gì mình mấy nó đẩy gì, mà thay ra bộ đồ mặc đồ đạo này thì hết. Nhưng mà giờ muốn mua thêm 2-3 bộ mà không có tiền chịu, chỉ có 2 bộ thay đổi là hàng ngày chị lột một điều. Mà lột về cái cũng bị hành nó gì hai tay nên không có nắm sát lại được. Rồi bây giờ nghỉ cái đầu mới xin tiền mấy đứa nhỏ nó mua cái son để nấu xôi đi bán, là không còn lột một điều nữa. Mà nhà nó mới mua cái son rồi bắt đầu hành nhức đầu với mệt không, rồi nó nhức hai tay, rồi nhức hai giò đi không được. Thì bà phần cô về đó nói là ông bà không cho đi gông gỏi bán buôn ở trong am này để làm công quả. Thì bắt đầu mới xin nguyện của quyền đầu với ông bà với cha, nói thôi từ đây lên con hứa con không đi ở trong am này, cũng như làm công quả ngày nào hay ngày đó. Trước đó thôi chị đi bệnh nhiều nói các vị thầy kia nói chị bị gì? Nó bị ém. Ém hả? Bị ai ém? Thì nó bị không? Ém thôi chứ cũng nghe mẹ nói là gì. Thế họ gỡ ra được hả? Thì thấy lăn tiếng gà rồi nhưng mà không hết. Tại vì đâu có bị ém đâu gỡ đúng không? Rồi cũng nhiều thầy cũng nói cha theo với phần tổ cô theo nữa mà nhưng sao người ta chỉ không hết. Rồi về đây phần bà cô Năm này bà giúp không hết. Hồi trước chị ốm lắm à? Ốm có ba, khi ba được 38 kg, khi 40 kg. Ốm lắm, ốm xanh giờ không bị bằng đêm mình không ngủ. Mình ngồi không, ngồi nhiều. Nhiều khi mệt ấy, xỉu lên xỉu xuống. Nó mẹ là khổ về mình giữ chơi. Rồi bây giờ không mà người ra tiền hết trơn. Tiền bạc là một điều tháng được có 200 ngàn. Chị có mấy người con? 3 người con nhưng mà mình về mình sống ở đây nó không chịu, tại vì thầy nhỏ tuổi hơn nó không chịu. Không chịu, chỉ có mẹ của con nhỏ này thì còn tới lui cũng cho, lâu lâu cũng cho vài trăm ngàn. Còn những người con lớn không có đồng ý? Con lớn thì nó nói chung nó cũng thương nhưng mà nó ít cho tiền. Sợ đem về đây thì thầy này xài nó không cho. Cho rồi như thế mấy ngày nay sao thấy kỳ quá, mặc đồ đời á thì nó ngứa mẩy nó chăm chích khó ngủ lắm, rất là khó ngủ. Rồi cái tha thuốc cũng không hết, cái nó thôi để đi mặc đồ này vô tự nhiên nó không chăm chích mà nó không ngứa. Thì mà nằm nhiều khi buồn muốn rơi nước mắt, nó không biết sao có tiền để mua mấy bộ đồ mặc. Con lớn của chị đang nhiêu tuổi rồi? 32. 32 của có gia đình chưa hay chị? Có gia đình hết. Thế chị ly thân được bao nhiêu năm rồi? 7-8 năm mới gì. Hồi gặp thầy này thầy chưa có mặc đồ tu mà chưa xuống tóc nữa. Giờ thầy xuống tóc thì mình xem như thầy ở đây làm công quả giái cô Năm với của quyền đồ ông bà độ cho khỏe mạnh. Mà nhưng mà mình đi ra khỏi đây là nó bị hành, không ăn uống gì được, nó chướng cái bụng lên, nó không có đói. Trước đây thì cũng hồi lúc chưa gặp thầy đó là 7 ngày là không ăn cơm, chỉ uống nước nóng, bỏ vài lát trà vô vậy mà sống được 7 ngày. Không ăn gì được chứ, mà cũng vẫn no bình thường. Mà nếu mà đi ra khỏi cái am này thì cái bụng nó chướng lên, không đói luôn nữa, mà không có được tỉnh. Vậy đó, rồi thành ra tại vì cũng như mấy đứa con nó phản đối, nó không cho ở đó, thì cũng quyết định không đi ra khỏi mà đi không được. Rồi ông bà làm như là kiểu như mất ngày trai lạc không, rồi ở đây chị hạp hay gì ở đây tu, bây giờ cũng phải chịu. Trước chị qua đây ở là do mẹ của chị dẫn chị qua. Mẹ chị dẫn chị qua nhưng mà những người con thì không có đồng ý. Có người thứ hai mới bắt đầu nó cũng đồng ý. Sao nãy biết sao nó thấy sao nó không chịu. Kiểu như nó hay tuổi nhỏ hơn đó. Thôi chị có giải thích không? Thì có giải thích nhưng nó không nghe, tại vì con nó không chấp nhận mình thôi. Giờ mình tại số phận mình chứ nếu mình không có đau bệnh thì chắc có lẽ không gặp thầy đây đâu. Bệnh gì cũng ra bệnh gì chứ, ba hồi tỉnh ba hồi mê vậy đó. Mà chị cũng nhiều thầy, mẹ nhiều khi mẹ chở đi là nửa đêm đúng không, chói giò chói tay chở đi mà trời ơi, chói xuống xuồng 4-5 người làm không lại mình, mà ốm dữ lắm mà chở đi thầy cũng không hết bệnh. Ốm mà 4-5 người lại làm không lại. Đúng rồi. Rồi khi lúc đó là hết tiền, ở nhà hết tiền thì nói chung vợ chồng cũng lục đục vì tiền bạc, mình đau bệnh hết tiền. Rồi
nói thôi giờ để tôi chết đi chứ tôi không còn muốn sống nữa, thầy hết tiền rồi. Sau rồi mới chế với mẹ mới biết thầy đây nè, mới kêu đi. Lúc đó đi cũng cự, không chịu đi, tại vì đi hết tiền rồi, không muốn đi nữa. Giờ ngồi nhà chịu chết. Mấy người con của chị là sống chung với ai? Bây giờ nó có gia đình ở riêng hết. Có gia đình, có nhà riêng hết. Dạ. Nói chung là về đây thầy cũng lục đục, cũng khổ lắm. Đi chỉ sống bán bánh mì, nhà cửa cũng lụp sụp vậy đó. Bây giờ Phật thì cái nhà nó cũng thấp sủng, mà muốn kiếm tiền để nói lên cao. Rồi cái nền này thì nếu mưa mà mưa lớn là sợ ngập, tại vì trước đây có ngập rồi, còn thấy mưa bự là tôi sợ ngập. Lúc nãy trời đang mưa thấy có dột, có nhiễu ngay thì chỗ tượng Phật. Nhiễu dữ lắm mà không biết làm sao. Nhiễu ngay chỗ cây kèo. Chứ phần thầy bán bữa đặng bữa được vậy đó, rồi đó không thể nào mà có tiền để nói cái này cao lên. Cái này người ta cũng cho chứ thầy cũng đâu có tiền đâu mà ấy. Nhiều khi cũng cố gắng mần nó kiếm thêm cho thầy, cũng như thí dụ 200 thì mình đưa cho thầy 100. Mà cũng không có bị gì bệnh đó. Mà bồ ẩm là nó sưng hai cái tay rất là nhức, nhất là muốn khóc, bằng đêm là muốn khóc luôn, mà cắt mình mấy bằng nữa chứ. Thì thấy vậy xin nghỉ đang đi bán ngoài mà không cho luôn, và chịu nhà à không cho. Thì ông bà chắc không, bà không cho cái gì. Dạ. Nhức đầu nó chóng mặt, xách cái thao mà bánh gì ra là để đó rồi vô võng nhà người ta nằm luôn chứ không có bán được cái gì. Thì thấy vậy bà cô mới về bà nói là của quyền với ông bà không cho đi gom gỏi bán đâu, bảo trong em này là làm để cái công quả rồi thôi, tu hành thôi, kinh kệ rồi thôi chứ không có. Coi như là trước khi mà gặp thầy coi như là chị từng có một cái khoảng thời gian sống không biết mình là ai luôn. Đúng rồi, không biết luôn. Khi kể về cô gia cảnh nhiều lắm, giai đoạn không biết sao kể được. Giờ về đây là mừng lắm, về bánh mấy mẹ đồ mấy chị em thấy có da thịt lại cũng mừng. Hồi đó ốm, ốm xanh dần mà liệt thêm cái tay này, một cái giò này. Chỉ hành tới nông nổi đó, mà không ăn luôn, mà không ăn, không ngủ. Bằng đêm tôi vô mụn tôi nào ngồi không, tôi không có nằm được. Nằm xuống tôi mệt. Mà chịu mấy năm trời, tới sau gặp thầy. Mà những người con của chị không có nhận ra cái việc đó hay sao? Không hiểu luôn, không biết làm sao mới không thương. Chị chứ không hỏi là thầy đây có nhậu nhẹt đâu không chị? Thầy hả? Dạ. Không, không nhậu, không hút thuốc. Dạ. Ăn chay trường với mình. Thấy cái tay của chị sau cái khều khều nhéo cái chân hoài á, nó để yên không được, cái hoạt động vậy không á? Không có. Thấy lúc nào cái tay mình nó cũng dò cái cơ thể của mình ấy. Tay ngồi làm vậy không có, bình thường. Ý mà trước giờ có như vậy không? Không. Thời gian gần đây mới vậy hả? Nói chung có 10 bữa nay sao mà nó bất ức trong mình, nó không có được vui. Nó bực bội, nó làm sao đâu. Chăm chích người nó rồi bằng đêm cũng ngủ không được. Nó khó chịu con người. Rồi bé là sao đó là cháu ngoại mà. Dạ. Con của đứa thứ ba. Ồ vậy là chị mang cháu về đây rồi. Không, mẹ nó đi làm gửi về chiều về trước. Dạ. Vậy là chị có người con gái hai đứa. Dạ. Thì chị có một người là cũng coi như là đồng quan điểm ủng hộ chị đúng rồi, sống ở đây. Mẹ cũng nhớ này. Thôi tại vì số phận mình. Thì trước chị về đây là chỗ thầy Dứt chưa có cạo đầu hả? Chưa. Dạ. Còn mặc đồ thường. Mặc đồ thường, lúc đó mình gặp thì còn mặc đồ thường. Dạ. Chứ nếu mà gặp mà tu gì chắc không dám đâu. Không dám vô sống đâu. Chứ phần cái mình tỉnh quá thì cũng liều. Nói như là chết nhiều hơn sống. Tại vì không ăn uống mà không ngủ rồi con người không có tỉnh. Nhiều khi không thấy đường, nhiều khi đang dắt bằng ngày gì mà không thấy được. Nhiều khi mấy đứa con đút cơm ăn là nói là con được cùng. Mà giờ này, hồi lúc đó mới bệnh, nó phát bệnh lên là mới có 34, 35 tuổi. Ngày trước chắc nhà chị giàu có vậy? Cũng nghèo, tại vì mình bệnh đi thầy, lợi thầy nào cũng 5-6 triệu, 4-5 triệu. Ý là lúc chưa bệnh chắc cũng có điều kiện đúng không? Thì có điều kiện là cũng như có vuông, rồi mình nuôi heo rồi với làm lúa rồi.
mà bệnh ghét là hãy có số tiền rồi bệnh bệnh ghét rồi mẹ ba cũng mắc thêm tiền cho anh. Tại vì nhìn cái gương mặt với cái thần thái của chị, em nghĩ trước chị không thuộc diện người khó khăn, có thể là từ lúc bệnh rồi mới thì khó đúng khăn rồi đó. Bệnh rồi không còn tiền nữa, lúc đó chồng cũng hắt hủi buồn rồi nói không nghĩ tới con đường sống. Rồi lúc hai người không sống chung với nhau nữa thì chồng chị có gia đình mới chưa? Có rồi, có chiếc này. Biết chị qua đây sống không? Biết. Cũng gần đây mà đúng không? Gần. Dạ. Rồi ảnh có nói gì không? Không, nó thôi. Hai người có nói chuyện với nhau không? Có, cũng gặp, về cũng cơm nhà mẹ cũng gặp, cũng bình thường. Dạ. Tại mình chắc cũng hết duyên. Thôi để cho ông sống với bà này mạnh giỏi hơn. Còn mình thì sống với ông bệnh nhiều. Không có giúp gì được hết trơn, cũng buồn rồi thôi. Giờ nó thẳng là cũng hướng về Phật, cúng lại ăn chay niệm Phật ngày ngày đó, cầu xin trời Phật độ, chứ cũng không muốn gì nữa chứ. Nhưng mà trong ở trong em đi ra đi vô mặc đồ bông đồ đó thì chắc ông bà cũng cho hay gì mới nó khó chịu vậy đó. Cái đầu hai ngày nay mặc đồ này thì vô nó không ngứa nữa, làm gì để ra tiền nữa, mua cắt mấy bộ đồ mà không làm gì ra tiền. Học điều thì bữa lấy bữa có bữa không. Ê, mình không làm được công việc gì khác ngoài là học điều thôi nhỉ? Không có làm được. Nói thẳng là mình không có ra được cái đi ra buôn bán được cái gì. Cũng có đi buôn bán mà cũng không được. Chừng 5-10 bữa là bệnh rồi. Không phải như người ta mạnh giỏi. Mình ra đâu buôn bán gì được. Vì trong quá trình hai người sống chung với nhau suốt 8 năm như vậy, do mình không muốn có con hay là không có con? Tại vì mình trước đây mình cũng cầu xin chứ lắm, đừng có con. Bởi vì mình khổ rồi, bệnh đủ thứ hết trơn, người khổ cũng bình thường như cũng như mọi người khác chỉ đó. Tại vì mình cũng có ba đứa con rồi. Rồi về đây, hồi lúc về mới có bốn mấy tuổi về sống lắm. Thầy cho con hỏi là trước chỗ vợ thầy đó là bị đó là bên Cửu Huyền Thất Tổ hay là bị vong theo thưa thầy? Nó bị phần linh căn theo á. Linh căn thì linh căn với Cửu Huyền quả. Dạ. Thì nên ra tôi mới giác ngộ được này mới giúp cho cậu hết. Linh căn là nghĩa là theo cái phần ông bà ở đó. Dạ. Là vi hành. Dạ. Quả chắc dạng như trong gánh không ai tu hành chứ đó, đi theo quả chấp điểm ở ngoài đó, bác cứ không biết á, gia đình cũng không biết đó, thì không thờ cúng người dân, thì thành ra tôi mới mất bảo, thành ra tôi mới mất bảo, thì nó thôi giờ quay về Cửu Huyền đi thờ Phật pháp rồi đi làm thiện rồi thì hết gì, thì tới giờ luôn, thì tôi giúp tới giờ hết luôn. Rồi chỗ con của chị có hay trò chuyện với chỗ thầy không? Có, nói chung là có nhỏ gái cũng mến, nói chung là còn người thứ hai, người thứ hai không đồng tâm nhất, nó có đồng nhất. Rồi khi mà chỗ chị về đây sống chung với thầy như thế này thì cha mẹ thầy có nói gì không? Nói chung là bình thường là không có ai nói gì, tại vì cái sự riêng tư này của tôi là tôi quyết định không có ai phản ánh gì hết. Không ai phản ánh gì hết, rất là đồng tình. Nhưng mà điều có cái là sự lựa chọn là của thầy lần này. Nói chung là tại vì nằm đêm tôi suy nghĩ là cái duyên với cái nợ hay chắc như vậy thôi. Chứ nói ra theo thầy thì trang điểm như người thầy, người đời khác thì trang lứa thì cũng thiếu gì. Nhưng mà tại vì thôi thì thầy không có suy nghĩ mấy chuyện đó nữa. Chắc cái duyên, cái nợ gì thôi, thành ra gắng lo tròn đi, rồi lo tu hành tinh tấn tạo phước tạo đời là ổn thôi, chứ chạy theo đời để làm gì. Nói chung đối với thầy giờ là thầy chỉ chọn cái đường về nghiệp Phật pháp là chính thôi, không còn giống như những cái thanh niên khác chuyện đời khác nữa, sân si để làm gì mới được gì. Rồi khi mà thầy có gia đình như thế này mà mình tu tại gia như thế này đi ra đường, cái bây giờ bị hàng xóm hay là láng giềng họ ghẹo mình không? Không, bình thường có gì thầy. Họ không có nghĩ là thầy tu mà không có gia đình là bình thường, không có gì. Tại vì nói chung không có ai mà phát giác. Đi thêm cái nữa là tại vì toàn bộ ở đây là địa phương là họ biết tôi là chỉ là người tu tại gia thôi, chứ không phải là đi theo cái giáo hội. Họ không có suy nghĩ khác hơn.
Có nhiều cô chú anh chị muốn liên hệ với chỗ thầy thì liên hệ như thế nào? Liên hệ bằng số điện thoại là 0824 340 165. Thầy bán bánh mì là thầy Dứt ở tại ấp 2 xã An Sương, thành phố Cà Mau. Điện thoại lúc nào cũng được hay sao thầy? Dạ. Lúc nào thầy cũng nghe hả? Lúc nào cũng được hết trơn, nhưng mà trong thời gian này đang túng thiếu rồi thầy cầm cái máy rồi tại chúng cũng sao thầy... sao chị? Chị á, cái máy cầm mày đâu có liên lạc. Chắc lâu lắm có chuột chứ không. Máy cầm sao? Sao cầm? Túng tiền. Tại vì túng tiền nãy giờ nói bán bánh mì này ế nè. À. Ế rồi cái đầu không có tiền, nó đứt vốn luôn. Mày này bán ế quá trời luôn. Cầm điện thoại. Mày giấy đây nào quý vị, cộng giấy nè, cộng xíu bạc. Không mới muốn gặp thầy cho số điện thoại của tôi đó, có gì thì gặp thầy. Sao cũng được. Số điện thoại như không. Nhớ số điện thoại không? Số điện thoại lát nữa nhá qua chỗ em đi rồi em để số điện thoại lên. Cô chú anh chị nào còn nữa thì có thể liên hệ trực tiếp với chỗ điện thoại chị, nói tìm thầy Dứt chắc cô chú anh chị biết rồi đúng không? Còn địa chỉ là ấp 2 xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Ấp 2 xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Đường đi xuống Cà Mau rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đi đi cái đường nhỏ xíu, hai bên toàn là sông. Sông đầy nước, ở đâu cạn đâu đúng không thầy? Lúc nào cũng có nước vậy. Thấy ghe chạy quá chừng đi. Đẹp ghê. Đường xuống Cà Mau đi vô trong mấy cái thôn, mấy cái sóc đẹp đẹp ghê, mấy ngôi làng bên trong á. Từ nhà thầy đây cũng gần của thành phố là cũng khoảng có 5 cây 6 cây vậy. Xác là nhà thầy cách thành phố Cà Mau 5-6 cây. Ấp 6. Ấp 2. Ấp 2. Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Rồi số thì mình cũng đi theo bản đồ á. Mình cứ search lên Google Maps thì sẽ thấy địa chữ cầu Ấp 2. Là từ cầu Ấp 2 cách nhà thầy có khoảng chưa đầy. Không, chưa đầy 500m. Chưa đầy 500m. Thì... đưa cái hình của thầy ra hỏi thì chắc cô chú anh chị sớm biết, tại lúc sớm mình đi mình cũng hỏi đường giống như vậy đó cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có thể liên hệ trực tiếp với chỗ thầy đây qua số điện thoại là 0824 340 165. Lúc nào mình cũng suy nghĩ là mình ở đây mình làm công quả cho thầy, lúc nào cũng chưa thầy không à. Hồi đó thì khác, mà giờ thấy xuống tóc về mặc đồ gì chưa thầy. À, hồi xưa đó là thì còn như mình xem lại như cũng một chung gia đình vợ chồng. Dạ. Rồi từ ngàn xuống tóc bây giờ là xem thầy cứ thầy. Thầy cũng thay mặt cứu Phật cũng chúc cho tất cả gia đình đại chúng tăng tâm an lạc rồi phước thọ gia tăng, và chúc cho tình đây cái đường công danh đi dây quay cái YouTube này thiện nguyện giúp cho tất cả gia đình đại chúng và các gia đình chúng sanh được nhiều ý nghĩa, và được chúc cho gia đình tình và chính bản thân tình được phước thọ gia tăng và điều lành mang đến điều dữ mang đi. Nam mô A Di Đà Phật.